không có rẻ, không rẻ miếng nào trơn trời, không rẻ miếng nào trơn trời đó. Trời ơi là trời, con đĩ ngu, nó không rẻ nha. Mày đừng có chấm vô đây để cái muỗng cho nó sạch. Em làm cho mấy chị nha, cái kích xăm vô đây nữa. Bà nội nào mà mua cái hũ kem này về nhà ha, mà sức cho em ha, nó đã cái đơn với bà lắm. Nó mắc dữ lắm, em mới bắn mắc. Còn nếu mà nó thông thường là em có chơi mắc gì đâu. Cái nguyên liệu của nó trộn lên mấy kem mà rất là mắc mấy chị nha. Ừ. Cái này là kích xăm đó chị nha, kem này là kem mới, nó hoàn toàn nó khác kem kia, nó không có giống kem kia cái gì hết trơn nha. Đó, ngon lắm, ăn được mấy chị nha. Nuốt cái nuốt bỏ vô họng cứ nuốt kem đi nha. Em bao ngon luôn. Đầu tháng cô hồn nhiều, trời ơi em trộn cái mẻ kem mà ra cho bà một bữa một bà tẩy hết bông hết lớp da đen của bà luôn bữa một. Đổ mẹ đi gắm ơi, mày làm gì gắm? Em làm cái kem mạnh mấy chị nha, kem này là kem ủ trắng xong một đêm nha. Nó mắc tiền nhất, nó không rẻ. Kem mắc tiền lắm mấy chị ơi. Em xài hết, em mặc áo vào tay em ủ cho em, xài ngàn lần cho chị thôi. Kem này nó mắc không có rẻ quý vị nha. Kem này là kem kem này là kem ủ mạnh nha. Cái này là ủ một đêm trắng nha quý vị ơi. Cái này là kem mới. Ta nói nha, con nào mà nước da đen, da trâu bò nha, lớp vô đây nha. Để em làm cái mẻ kem mới cho mấy chị xài. Rồi đưa cái tấm nắng gì ta đi. À, kem lũa hôm nay nhiêu? Chị lấy 1 ký, em bán 290 tặng tinh chất cái trắng da. Em làm cái kem này là kem mới mấy chị nha. Cái đủ chấp mẹ tao rồi đi ơi, cái lộn gì vậy? Cái này là kem mới mấy chị yêu nha. Kem này mắc tiền nhất, không có kem nào mắc tiền qua nó đâu. Cái này mấy chị ủ trắng sau một đêm nha. Cái này trắng sau một đêm nha. Ủ bữa màu trắng, cái này là ủ mạnh nha. Cho ta xin cái chích trắng á. Rồi, chích trắng. Rồi cái này bây giờ em sẽ pha lên cho mấy chị nha, trộn đều lên. Dạ cái kem này là kem mạnh đó chị ơi nha, một ngày một là trắng, một ngày một trắng. Em làm cái này để tẩy cho mấy chị nha. Cái này mấy chị ơi, mấy chị sức mấy chị phải ủ nha, còn không ủ là không có trắng nha, em nói trước nha. Nhớ giùm em, kem này mấy chị phải ủ, chị nào không ủ được là không có trắng. Cái này em làm cho mấy bà mà da ngâm, da khó lên tông á nha, da mà cần cái độ trắng đó, cắn chắc tóc á mấy chị xài. Cái này tao biết không làm á thì đây là chính là cái miệng keo bịt mũ, có mũ của miệng keo. Đây mấy chị nhìn nè nha. Em hứa danh dự cho mấy chị á, hồi trước giờ ông trộn kem cho mấy chị á, để em trộn ra chất kem mà nó hoàn chỉnh, nó công khai bán cho mấy chị là kem này mắc nhất. Kem này, dạ kem này á, nó mắc tiền không chị ơi, để em báo giá từ từ, báo giá sau chị nha. Để em trộn lên cho thành phẩm đi, rồi em sức em test lên trên da cho mấy chị coi, kêu ổng vô tao có gấp. Em nói trước nha, kem mà sức lộ dân kem nha, tại nó là cái dạng ủ chị nha. Nè,
Đó là cái dạng ủ nha. Mấy chị nhìn một cái là mấy chị đái trong quần liền, nhìn nó chắc kem một cái là mấy chị ghiền liền. Mày lo nâng cái nào đi, đều xanh không nâng cái nào hết trơn, đều cái nào cũng xài xảy hết trơn à. Tao thiết nghĩ bây giờ mình nâng cái Nguyễn Ngọc Tiền Đồng Tháp á, một chút xíu cái hát sổ. Rồi mấy chị nha, chất kem này là chất kem mới nhất bên nhà.